Hello, em xin chào tất cả quý vị, cô bác, anh chị và các bạn gần xa trong và ngoài nước. Hôm nay em mời tất cả mọi người cùng em đi tham quan một điểm du lịch sinh thái. Đó là Mỹ Phước Thành, được đặt ngay phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là quang cảnh trước khi chúng ta vào bên trong. Có một cái sân cũng như là có một khuôn viên để xe hơi rất là rộng rãi. Nên quý anh hãy an tâm, quý anh bác tài hãy an tâm với những em cưng của mình nhé. Vâng, bây giờ em mời tất cả quý vị cùng em hãy vào trong nhé. Khi bước vào, chúng ta sẽ nhìn thấy một bụi tre làng, nhìn thấy hình ảnh quê hương ở miền quê. Đây, phía bên trong cũng có một cái bãi giữ xe khá là rộng. Các anh bác tài hãy an tâm cho những em cưng của mình nhé. Khuôn viên của du lịch sinh thái Mỹ Phước Thành khá rộng. Thường cuối tuần thì các nơi về đây vui chơi giải trí và thưởng thức những món ăn đồng quê rất là nhiều. Và bây giờ em mời tất cả mọi người cùng em vào phía trong nhé. Quý vị nhìn thấy đây là chiếc thuyền vui. Trên chiếc thuyền được bố trí và trang trí những cái hình ảnh như là dừa. Đây là những cái hình ảnh trái dừa khô. Và đây là những cái đùm để ốc lát vào trong đó chúng ta treo ở trên vàng. Đây là khu vực bán quà lưu niệm. Khi chúng ta đến đây có thể mua những món quà như là bé sen Đồng Tháp về làm quà lưu niệm cho những người thân quen của chúng ta. Có những chiếc lá, chiếc ngón lá xinh xinh. À, đây là hình ảnh, quý vị nhìn thấy có quen không? Đó là hình ảnh thân quen ở các chị nhà bếp. Đây là những cái rế nồi được đan từ những mảnh trúc, mảnh tre tạo nên rất là công phu và đặc sắc, rất là đẹp, rẻ. Không biết là ngày nay quý vị ở đó, ở thành thị còn sử dụng tới không ạ? À? Còn khi xin vui lòng comment cho em biết với. Và đây là chiếc lòng bàn được làm bằng trúc. Vâng, em xin giới thiệu đây là khung dệt chiếu ở Đồng Tháp. Có một cái khu vực, một cái vùng, đó là bên Tịnh Yên của huyện Lấp Vò, người ta sẽ dệt chiếu. Đây là hình ảnh để tượng trưng cho điểm ở Đình Yên, dệt chiếu ở Đình Yên, huyện Lấp Vò. Không biết là bây giờ chúng ta còn sử dụng chiếc chiếu không ạ? À? Hay là chuyển sang dùng điểm để nằm hết rồi. Chiếc chiếu có một đặc điểm, ưu điểm là nằm ở trên chiếc chiếu chúng ta sẽ không có bị nực ở sau lưng. Hồi xưa ông bà ta sử dụng chiếc chiếu này để chạy trên các bộ ngựa để tiếp khách, chạy giường nằm. Và đây là một cái khung cưỡi. Ngày xưa ông bà ta dùng khung cưỡi này để dệt vải. Trong câu chuyện như là bên tầm dệt lụa, dệt lụa, bên cầu dệt lụa. Đây là khung cưỡi được dệt, đang trải dệt một chiếc khăn, làm rất là công phu mới được thành phẩm quý vị.
Quý vị biết không, làm cái này rất là cực. Khi ra một sản phẩm rồi, bán là cũng không có đắt lắm, công sức mình bỏ ra rất là nhiều. Đây là thành phẩm sau khi đã dệt xong một chiếc khăn rằn quấn cổ. Hồi xưa ông cha mình hay dùng để mà tắm, rồi xong mình làm mình. Vâng, em xin mời mọi người cùng em đi tiếp nhé. Bên cạnh của chiếc thuyền này, chúng ta vào trong chút xíu thì sẽ có một cái điểm không gian trưng bày bánh dân gian. Đây là cảnh em quay vào buổi tối, nên không có lúc bây giờ cảnh này là quay vào buổi tối, nên không có quay được bánh dân gian như là bánh bò, bánh dân lợn, bánh giống như là bột bán tròn tròn. Cái dừa này thì ngày xưa ông bà ta dùng đưa ra để dùng để mà cái bình trà vào trong đây để giữ nhiệt, giữ ấm cho nó lâu. Ngày nay thì tân tiến hơn, rồi có được bình thủy và có bình giữ nhiệt, nên em không biết là nhà quý vị còn sử dụng trái dừa này không ạ. Nếu ai còn xin vui lòng comment cho em và mọi người biết với ạ. Trái dừa này rất là đẹp. Đây là một món ăn núi vị. Đó, trong đó đựng những con ốc lát, người ta treo ở trên vàng, rồi chơi đủ ngày thì chúng ta sẽ dùng ốc lát treo vàng này với nước mắm làm xả ớt. Người nói tới là em rất là thèm luôn vậy đó. Chúng ta có thể là uống ăn con ốc chấm với nước mắm và uống một tí rượu hoặc là bia. Ôi tuyệt vời, với một cái phong cảnh ở đồng quê trong mỗi buổi chiều. Vâng, em xin mời mọi người cùng đi tiếp nhé. Đây, quý vị nhìn thấy hai cửa sổ. Đó không phải là cửa nhà đâu, đó là trên. Thì biết đó là gì không? Hai cánh cửa được gắn ở trên một cái chiếc ghe. Đó là chiếc ghe chở chiếu. Và chúng ta sẽ đi tiếp vào phía trong thì có những cái sảnh lớn nhỏ, tùy theo đoàn mà chúng ta sẽ đặt. Đây là những quang cảnh xung quanh của khu riêng du lịch. Quý vị thấy một màu xanh của lúa, màu xanh của lá sen hòa quyện với một ít bông sen. Giờ này chưa phải là mùa rộ của hoa sen nở, nên chúng ta chỉ nhìn thấy lác đác đâu đó những vài cái bông sen thôi. Khi mà vào mùa, trời ơi, nó đổ lên một cái màu rất là tuyệt vời, màu hồng sen. Vâng, em mời quý vị cùng ngắm với em tiếp nha. Quý vị nhìn thấy xa xa có những cái mái nhà. Mái nhà hồi xưa là chúng ta lợp bằng lá giống y vậy đó. Đó là những cái tum, hay còn gọi là những cái nhà lá sen. Những cái tum này tùy theo cái lượng khách mà mỗi một đoàn đến để mà chúng ta đặt nha. Tùy theo số lượng thì đặt với bên khu du lịch, người ta sẽ bố trí cho mình vào cái tum nào cho nó phù hợp, lớn nhỏ. Đây là những cái tum vào cuối tuần rất là đông khách, người ta đi đến từ các nơi rất là xa, Kiên Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang về đây để người ta thưởng thức cái cảnh miền quê và những món ăn đồng quê, chụp hình, check in lưu niệm lại cùng với những người thân và những người bạn thân yêu của mình. Quý vị nhìn xa xa, nó có một con đường, đó là được ở khu này người ta làm bố trí. Cái đường đi hai bên đường có cây xanh
chụp hình rất là đẹp khi chúng ta mặc áo dài hoặc là áo bà ba. Xinh xắn hơn nữa là khi chúng ta mặc áo đầm và đứng giữa trên cánh đồng. Đây là những chiếc cầu dáng được bố trí, được dựng lên ở giữa cánh đồng lúa bạc ngàn này. Đặc biệt là ở đây có cá, cá ở dưới ao đó đó quý vị, ở trên đồng lúa đó. Cá thiên nhiên. Khi quý vị tới đây thì chúng ta sẽ đi trên một cái con đường làng xinh xắn này, và chúng ta cũng có thể trải nghiệm một số trò chơi dân gian. Đây là những chiếc cầu được làm bằng gián nên quý vị đi rất là an tâm. Giờ chúng ta đi tiếp nhé. Qua những chiếc cầu xinh xắn, cầu được làm bằng gỗ nên cái gì cũng an tâm, không phải đi cầu tre, không phải đi cầu khỉ, không phải cầu khỉ cầu tre, nên mọi người cũng an tâm đến thế đó. Đây là đoàn các quý chị nè, anh chị này đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và với anh chị đang dùng những món ăn mà anh chị gọi từ trong khu du lịch người ta mang qua để trong một cái tâm này là được. Hay gì trong các quán thì có bàn, ở đây người ta bố trí là trên chiếc xuồng khui dài, bố trí cho 12 chị anh chị cho ăn ở trong cái tâm này. Và đặc biệt là khi quý vị chuẩn bị cho cái lần chúng ta để đi tham quan ở nơi đây vào cuối tuần thì nhớ là liên hệ trước nhé, đặt bàn, đặt món ăn để khi chúng ta tới nơi thì có sẵn. Đoàn của quý chị này thì sơ suất trong vấn đề đó nên tới thì hơi trễ chút, phải đợi để người ta sắp xếp bố trí. Cũng không sao, trong quá trình thời gian đợi thế thì quý chị cũng đi check in với những cái áo bà ba thật là xinh xắn dễ thương. Chúc cho quý chị ăn ngon miệng. Và bây giờ chúng ta hãy đi tiếp nha. Đây là cũng một cái con đường để đi ra ngoài công viên du lịch của Mỹ Phước Thành. Quý vị nhìn xa xa đó, đó là những cái tùm lầm. Trong cái tùm này hay còn gọi là nhà lá thì có cái phòng, có đặt máy lạnh trong đó, có bàn ghế chúng ta sẽ ngồi ăn, và cửa kính nhìn ra ngoài này rất là lý tưởng. Ăn xong thì chúng ta có một cái bàn phía sau mái nhà sau này, chúng ta ra ngoài đó mà uống nước để nghe những cái hơi gió của thiên nhiên thổi vào, ngắm những cái cảnh đồng quê, hay là chúng ta có thể ngồi đó câu cá. Đặc biệt là ở đây có dịch vụ câu cá, tôi thuê cái thùng câu với mồi là 40.000. Quý vị câu mà dính được nhiều quá thì chúng ta sẽ nướng ăn tại chỗ, người ta sẽ tính tiền cho mỗi con đó. Nếu mà câu dính rồi, dính xong rồi chúng ta không dùng mà thả lại thì thôi, còn nếu chúng ta mang về thì họ tính 100.000 một ký nha. Tại vì cá ở đây là cá trên đồng ruộng cũng là thiên nhiên. Đây quý vị nhìn thấy rõ hơn nè, một cái làng vậy đó, máy lái, nhà tranh ngày xưa được dựng lên cảnh đồng quê ở đây. Một màu xanh thẳm của lúa và lá sen. Quý anh chị xa xa nhìn thấy người ta đi ở trên giữa cánh đồng đó, đó là có cây cầu bắc qua. Do lúa nó cao lên nên chúng ta không nhìn thấy. Và được cái đặc biệt hơn nữa là mấy anh chị có thể trải nghiệm bằng cách xuống dưới này bơi xuồng, hoặc là thuê một cái chiếc kẹt đó để cho người ta chở mình đi vòng khu du
viên của khu du lịch để chúng ta tham quan và có thể vui phim lại, chụp hình lại. Rất là lý tưởng, thú vị. Đây là con rạch nhỏ nằm ở trong cái khuôn viên của khu du lịch đó quý vị. Trên mỗi chiếc đó thì có thể chở được tầm 10 người mỗi một chuyến. Cái rạch này nó cũng cạn chứ không có sâu nên quý vị cũng an tâm, không cần phải mặc áo phao. Chỉ có mấy đứa trẻ thì sợ thì chúng ta mặc áo phao cho chúng thôi. Đó là những chiếc cầu được bắt một cách kiên cố nên quý vị an tâm. Đây, cái ao được chúng ta cũng câu ra đó, chúng ta câu cá vào đó luôn. Đây, và đây quý vị nhìn xa xa nè, có các chị mặc áo hồng, áo trắng, áo đen. Đó là những chiếc áo bà ba đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn đó là mấy chị làm nail, chị cũng rất là uy tín. Rồi, chị được chọn vào trong một cái tâm đó rồi. Quý vị nhìn thấy có chiếc xe đạp á, đó là một nhân viên của trong khuôn viên của du lịch. Bạn đó chở món ăn từ ở trong nhà bếp ra các tâm để phục vụ cho quý khách. Đặc biệt là một tay bạn đó bưng, một tay cầm tay lái, cũng rất là hay, chuyên nghiệp. Và đây là một chiếc chẹt được đặt ở giữa đồng. Các chị ấy đi check-in đó, đi quay phim đó quý vị, với những chiếc lá, chiếc nón lá xinh xắn, nhìn rất là dễ thương, đẹp. Quý vị nhìn thấy nguyên một cái dãy nhà, phía trên nó có cái mái nhà đó. Đó là khuôn viên, cái khu vực của nhà lá, hay còn gọi là nhà lạnh, hay còn gọi là mấy cái gian nhà VIP đó, người ta cất quên để chúng ta đi trên con đường đó không có bị mưa, nó không có bị ướt mình. Chỉ có một khúc cho chính cái căn nhà lá, hay là còn gọi là chính cái phòng VIP không lạnh đó. Còn phía sau thì để trống để cho chúng ta chụp hình, biết chưa, thấy được cái cảnh không gian ở trên mây rất là đẹp. Hôm em đi lại đây thì tầm 11 giờ, trời không nắng lắm, tí xíu thì khoảng 20 phút sau thì trời ông mưa rất lớn. Hiện tại bây giờ cũng còn mưa đó, lâm râm, quý vị thấy không, chớp đó, đó là do trời ông mưa xuống. Nhưng mà lúc này cũng đã tạnh rồi, tạnh bớt rồi. Ở đây làm rất là kiên cố. Và đây, quý vị nhìn thấy rõ hơn nè, trên chiếc xuồng cui đang bố trí cho khách đã đặt trước. Chúng ta có thể ngồi ăn và hãy cần câu xuống dưới ao đó chúng ta câu cá. Khi nào cá nó kịp cần câu thì chúng ta kéo nó lên. Đó, cái gì nhìn thấy xa xa đó không? Đó là chiếc chẹt thường người ta chạy trên sông, nhưng mà bây giờ đặc biệt đây là chiếc chẹt được đặt ở trên cánh đồng. Nó mắc cạn trên đây rồi, để cho quý bà con ra ngoài này chụp hình check in ở trên đây.
tiết kẹt, cũng bằng dáng. Quý vị, quý vị còn thấy lâm nhâm lâm nhâm đó, đó là những giọt mưa, những giọt mưa còn lâm râm lâm râm, rất là đông, rất là nhiều nơi về đây, và nhất là cuối tuần á. Nên em nhắc lại là cuối tuần trước khi quý vị đi thì nhớ đặt lịch hẹn trước nha, để chúng ta khi đến nơi thì có tum, có bàn và có thức ăn sẵn, không cần phải đợi lâu. Ở đây cũng có làm bánh dân gian quý vị, có đồ nướng, lẩu. Đặc biệt là em thấy là cá sống người ta rồng á, tôm cũng vậy, ba và một số cá đồng như là cá rô, cá lóc, vân vân, và tép nữa, những con tép xong á, làm gỏi điên điển ăn rất là ngon. Buổi tối thì ở trong này người ta sẽ mở đèn lên, nó cũng sáng hực hết, của các tâm và cũng như con trên các con đường đường đi đó, bằng dáng đó, được tắt bằng dáng đó, thì cũng có đèn đó, quý vị nhìn thấy xa xa đó, cái cây trụ bằng chàm á, cái cột bằng chàm á. Đây miếng lúa này đang xanh bạc ngàn, chị ba Sài Gòn. Và đây em cũng xin giới thiệu vào buổi ban đêm này quý vị, đó cảnh ban đêm thơ mộng quá. Cái bình nước rốt rách, bình nước rốt rách, buổi tối ở đây cũng có khách ở xa, người ta đến tham quan á, tạm nghỉ lại thành phố thì người ta cũng đến đây vào buổi tối. Vâng, xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi kênh của em, và bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị vào các clip sau và cùng các cũng như là các nơi di tích khác. Vâng, và đây cũng em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị, lời chúc mạnh khỏe và hạnh phúc nhất bên những người thân yêu của chúng ta. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.